Phôi gỗ dày 13 cm thì chúng tôi sẽ đục mấy cm. Và đây là một cái phôi gỗ gõ đỏ mà chúng tôi vừa mới xẻ hôm vừa rồi. Cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi đang bắt đầu phá khối cho cái tác phẩm có tên là Cửu Hạc Du Xuân. Và phôi gỗ này thì dày tổng thể là 13 cm. Thế thì chúng tôi đã để cái phần nền là 2,8 cm cho cái phần nền này. Đó, và dưới cái nền thì chúng tôi có đóng thêm những cái phần thang, hay còn gọi là cái én. Đấy là những cái từ chuyên môn. Và một cái bức tranh như thế này thì chúng tôi sẽ đóng 3 cái thang để giữ cho cái gỗ nó không bị cong, không bị vênh hoặc là bị mo. Đó, và tiếp theo thì cái phần nổi kênh bong lên thì chúng tôi sẽ đục nổi là 10,5 cm. Và chính cái đoạn này đây các bạn đang nhìn thấy chính là cái phần mà hôm trước chúng tôi hạ nền bằng cái máy dập tay ấy, là phải chia ra thành hai nấc mới có thể là hạ cho nó hết được 10,5 cm như này. Một là cái mũi nó ngắn và hai là hạ từng lớp như này thì nó mới không bị nặng và nó không bị mất sức. Và phần phá khối tạo hình như này thì chúng tôi sẽ phải bóc tách từng lớp. Ví dụ như là anh thợ ở đây thì đang phải bóc từng cái lớp hoa ở bên trên xong mới bóc tiếp xuống cái lớp hoa ở bên dưới.